Một thông tin rất là hot em Tuấn gửi đến quý cô bác anh chị về kế hoạch phát triển đầu tư thay phà Cát Lái kết nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai. Thì đây là thông tin và bản thông báo em Tuấn muốn gửi đến quý cô bác anh chị, là kính gửi giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn vào ngày 22 tháng 4 năm 2024 của thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai đầu tư thay phà Cát Lái kết nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: giao Sở Tài nguyên Vận tải chủ trì phối hợp với các sở Quy hoạch đầu tư, Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư, các xây dựng công trình giao thông và Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch cùng các đơn vị liên quan rà soát các hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án xây dựng kế hoạch đầu tư thay phà Cát Lái bằng cầu Cát Lái, dự kiến các mốc thời gian như sau: cập nhật, thứ nhất cập nhật quy hoạch, thứ hai phê duyệt chủ trương đầu tư, thứ ba là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thứ tư là giải phóng mặt bằng, thứ năm là ngày khởi công. Và các nội dung được phối hợp giữa hai địa phương tham mưu đề xuất và tham khảo trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để làm cơ sở thống nhất phối hợp thực hiện trước ngày 18 tháng 5 năm 2024. Thì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024, thì chỉ còn 10 ngày nữa thôi thì những cái kết quả này sẽ được báo cáo lên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh về các thông tư và kết quả cập nhật quy hoạch này, phê duyệt chủ trương đầu tư, thứ ba là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, và thứ tư là giải phóng mặt bằng, thứ năm là khởi công và những cái vấn đề liên quan khác. Thì đây cũng là thông tin rất là quý em Tuấn gửi đến quý cô bác chị, vì hiện nay để mà nói về phía đông của thành phố Hồ Chí Minh kết nối thì hiện nay đang có hai cao tốc là cao tốc Bến Lức Long Thành và cao tốc Long Thành Dầu Dây, và tuyến đường thứ ba là tuyến đường vành đai ba không thể đáp ứng được cái nhu cầu đi lại từ Nhân Trạch, từ khu công nghiệp Nhân Trạch, từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ đi về thành phố Hồ Chí Minh thực sự là quá ùn tắc. Thì hiện nay dân số Việt Nam mình thì cũng cơ bản là di chuyển bằng xe máy, thì vấn đề cao tốc và vành đai ba vẫn chưa thể nào đáp ứng được sự kỳ vọng và sự tốc độ phát triển của các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong thời điểm hiện tại, nhất là khi sân bay Long Thành cũng chỉ còn 1-2 năm nữa thôi sẽ đi vào hoạt động. Thì cây cầu Cát Lái sẽ góp phần rất là quan trọng để kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ. Dạ, thì em Tuấn sẽ gửi đến các anh chị ngay bây giờ cái bản đồ quy hoạch của năm 2024 mới nhất gửi đến quý các anh chị, để quý các anh chị có cái nhìn và cái tổng quan để chúng ta đi đầu tư sẽ được tự tin hơn. Anh chị và anh Tuấn cùng theo dõi tiếp ha. Đây chính là sơ đồ phương án phát triển hệ thống giao thông vận tải quy hoạch của tỉnh Đồng Nai thời kỳ năm 2021 đến 2030 và tầm nhìn năm nhìn đến năm 2050. Em Tuấn gửi đến quý cô bác anh chị. Đây, chúng ta đang quan tâm đến khu vực Nhân Trạch thì em Tuấn và quý cô bác anh chị quan của khu vực Nhân Trạch trước, mà anh chị quan tâm đến tất cả tổng quan của thị trường Đồng Nai thì có thể em Tuấn sẽ gửi đến quý cô bác anh chị. Dạ, đây chính là huyện Nhân Trạch kết nối với thành phố Hồ Chí Minh qua ba cây cầu hiện tại, như đó là cây cầu Nhân Trạch thông qua tuyến đường vành đai ba kết nối vào con đường 25B và đường 25C cũng đang được thi công và hoàn thành. Thì đây chính là cây cầu Cát Lái hôm nay em Tuấn và quý cô bác anh chị cùng đi khảo sát. Dạ, hôm nay anh chị và em Tuấn cùng xem vị trí trên bản đồ quy hoạch tầm nhìn năm 2050 và quy hoạch năm 2030. Đây chính là cây cầu Cát Lái mà anh chị và em Tuấn cùng khảo sát đây. Dạ, sẽ có con đường liên cảng kết nối vào trực tiếp cao tốc Bến Lức Long Thành, con đường liên cảng
con đường lên cảng đây. Và sẽ đi qua thông qua con cây cầu Nhân Trạch kết nối trực tiếp vào đường 25B, đường 25C và sẽ là trục kết nối khép kín vào cao tốc Bến Lức Long Thành và cao tốc Long Thành Dầu Dây nằm phía trên này. Còn đây là cây cầu Cát Lái mà hôm nay em Tuấn và các anh chị cùng đi tham quan và tham khảo với cái bài báo và cái thông tin quy hoạch xây dựng và dự án tiền khả thi tiến tới đây sẽ thay phà Cát Lái bằng cầu Cát Lái. Dạ. Thì sẽ hiện nay sẽ có 3 cây cầu đang được dự tính triển khai trong thời gian tới. Đó là cây cầu Đồng Nai 2, cây cầu Cát Lái và cây cầu Phú Mỹ 2. Thì có 2 cây cầu kết nối trực tiếp vào Nhân Trạch, đó là cây cầu Cát Lái thông qua quận 9, quận 2, thành phố Thủ Đức thông qua Nhân Trạch đi qua cầu Cát Lái. Còn cây cầu thứ hai sẽ là cây cầu Phú Mỹ 2, là đi qua từ đường Hoàng Quốc Việt, đi qua con đường Võ Thị Sáu và vào trực tiếp đường 25C, vào trực tiếp sân bay Long Thành nằm ở bên này. Đây cũng là thông tin rất là quan trọng em Tuấn gửi đến quý các anh chị về thông tin hạ tầng của cầu Cát Lái trong thời điểm tới đây. Thì em Tuấn vừa nói rồi, thì ngày 18 tháng 5 sẽ có kết quả về thông tin tiền khả thi của cây cầu Cát Lái và thay đổi quy hoạch trong thời điểm sắp tới. Dạ, sẽ có độ trễ trong vòng một vài ngày thì em Tuấn sẽ cập nhật đến quý các anh chị một cách sớm và nhanh nhất, chính xác nhất. Dạ, rất là cảm ơn quý các anh chị luôn theo dõi, đồng hành kênh Ninh Tuấn Bất Động Sản trong suốt thời gian vừa qua. Em Tuấn sẽ cập nhật thường xuyên về hạ tầng, về giá bán ở khu vực Nhân Trạch, Long Thành gửi đến quý các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý các anh chị ở những video sau nha.